Chị thương lượng với cho tất cả các em, hôm nay chị sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sống trên nhà nổi. Tất nhiên là chỉ có một mình chị thực hiện thôi, chứ không có sự góp mặt của hai bạn này đâu các em ạ. Cho hai bạn ấy lên thì rất là phiền phức. Bây giờ thì chị chỉ cho các bạn ấy lên đây chơi một chút xíu, rồi tí nữa thì sẽ đuổi các bạn ấy xuống. Như các em cũng đã nhìn thấy, hôm nay thì chị đã trang bị thêm cho căn nhà của chị trở nên đẹp hơn. Đó chính là có thêm một cánh buồm như thế này và một dàn chong chóng siêu đẹp. Wow. Ngoài ra thì chị cũng mang theo nhiều đồ ăn thức uống để chuẩn bị cho thử thách này. Còn có cả quần áo nữa này Kim. Thuận ơi Thuận xuống cho chị thực hiện thử thách nha. Không chịu á hả? Trời ơi cái ấy. Thuận thôi Thuận xuống, không xuống đi Thuận ơi. Thuận đừng có muốn. Không, thử thách này chỉ có một mình chị thực hiện là được rồi, đừng có đòi hỏi. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu thử thách 24 giờ của mình. Mấy đứa ơi, chị đi đây. Thọt đã không kịp rồi, leo lên. Thọt rất là nhanh chân nhưng mà không kịp. Công nhận cánh buồm này của anh tiểu thư có tác dụng thật luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi nắng, chị không biết làm cách nào để quay cánh buồm lại chỗ này để che nắng cho chị nữa. Không lẽ ngồi như Thọt cũng muốn lên kìa, trượt cả chân luôn đấy anh tiểu thư à. Cẩn thận nhá Thọt nhá. Ở đây thì chị đã chuẩn bị rất là nhiều đồ đạc này, đồ chơi này, đồ ăn. Chuẩn bị cho 3 bữa, lần này thì chị sẽ ăn uống rất là healthy luôn. Có nghĩa là tốt cho sức khỏe, như là ăn cơm này, 3 bữa đều có cơm, rồi rau xanh này, rồi cả trứng và xúc xích nữa. Rất là ngon, chưa gì mà chị đã thèm ăn rồi đó. Anh tiểu thú còn chuẩn bị cho chị một cái xào để bắt cá. Đây, sẽ bắt được rất là nhiều cá trong bể bơi. À mà bể bơi làm gì có cá ta. Cái này thực ra là cái đồ hốt rác của anh tiểu thúi thôi. Chị sẽ dùng cái này như kiểu là một cái mái chèo. Mái chèo này thì phải đẩy như thế này. Ở đầu kia thì chị đã thấy một cái rác, cho nên là chị sẽ đi ra đấy để dọn vệ sinh. Anh tiểu thúi thấy em được việc không? Cái này rất là khó để điều khiển luôn á. Cái này trở thành cái đồ để vớt đồ rồi. Nhanh lên, chìm bây giờ. Anh tiểu thúi, giờ không có cái xào để phơi đồ nữa đây này. Ở trên bể bơi công nhận là, ở trên nhà nổi công nhận là cực khổ thật luôn á. Còn rác thì ở đầu kia. Anh tiểu thứ thấy em được việc. Anh tiểu thứ thấy em được việc không? Giống như kiểu là người dọn vệ sinh cho bể bơi không? Chị sẽ dùng cái cây này để di chuyển. Giống như kiểu là cái thuyền cho anh tiểu thúi. Này trái anh tiểu thúi này, em thấy cái cây này không phù hợp với em một tí nào. Em hậu đậu quá đi mà. Chiều xuống rồi, bây giờ chị sẽ nằm ở đây để tắm nắng. Thuận ơi, Thuận đừng có lên đây nha. Chị thực hiện thử thách 24 giờ cho nên là không đưa Thuận xuống được đâu. Chị sẽ nằm đây tắm nắng một lúc. Ở đây thì còn có các bạn chuồn chuồn chiều xuống uống nước nữa này các em. Rất là vui luôn. Chị không phải thực hiện thử thách 24 giờ một mình đâu, mà chị thực hiện thử thách 24 giờ với chuồn chuồn. Wow, đẹp lắm luôn anh tiểu thúi à. Tuy nhiên này đến giờ thì chị thấy gió đưa chị đi đi lại lại chóng mặt quá. Chị phải ăn cho đỡ chóng mặt mới được. Trong thử thách này thì chị đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, hẳn 2 thùng đồ luôn. Nhưng mà chị sẽ không bật mí cho các em biết trong đó có gì đâu.
giới thiệu với Kem một loại nước rất là đặc biệt. Wow, bên kia có cầu vồng kìa Kem, có bạn nào thấy không? Anh Tiểu Thú có thấy cầu vồng không? Tại sao trời không mưa mà cũng có cầu vồng nhỉ? Chị sẽ cho vào đây một miếng đá này. Thốn đi trên mặt nước con kìa. Thốn thành công. Trời ơi Thốn ơi. Thốn đã ngửi thấy mùi đồ ăn đó mà. Thốn ơi, chỗ này chật chội lắm nha em. Em ngồi đó đi rồi té cả chị lẫn em bây giờ. Hôm nay thì chị cũng không chuẩn bị đồ ăn cho Thốn đâu. Nếu như Thốn đã lên đây thì Thốn phải thực hiện thử thách 24 giờ nhịn đói đó. Cho nên Thốn nhanh nhanh xuống đi. Bình thường chỗ này đã chật chội rồi, bạn Thốn còn leo lên nữa chứ, mệt mỏi luôn á. Chị sẽ vắt miếng chanh vào để cho Kem thấy sự diệu kỳ nha. Wow, Kem thấy đặc biệt không? Đây chính là trà hoa đậu biếc đó. Khi mà có chanh vào thì nó sẽ có tính axit và làm đổ qua màu tím. Rất là đẹp đúng không Kem? Khi mà uống thì cũng rất là ngon. Đã quá đi thôi. Chị cũng đã chuẩn bị cơm hoa đậu biếc luôn. Chị sẽ cho Kem xem. Hộp cơm này thì chị đã chuẩn bị hết sức công phu luôn. Ở dưới đây thì có cơm màu xanh nè. Chị sẽ quay cho Kem xem. Wow, nhìn rất là ngon luôn đó. Nhưng mà không biết ăn có ngon hay không thôi. Chị đã nấu từ hoa đậu biếc. Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức thôi. Chị mời Kem ăn tối. Ngon quá thôi. Cơm hoa đậu biếc rất là thơm. Trứng thì vô cùng béo. Trứng hôm nay chị chiên công nhận ngon thiệt. Ăn cơm chiều và ngắm hoàng hôn trên bể bơi, đúng thật là một cảm giác thật tuyệt vời. Trời ơi, cái áo của chị sao Thốn là có thể lót được như thế này? Chả cho chị vô nhiều quá. Thốn ơi là Thốn. Thử thách 24 giờ ngày hôm nay thì không buồn một tí xíu nào luôn, bởi vì chị có một người bạn đồng hành. Nhưng mà không biết bạn ấy thì thực hiện thử thách được bao nhiêu giờ nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Lần đầu tiên một bạn cún thực hiện thử thách 24 giờ. Có vẻ như là bạn ấy cũng rất là thích thú thử thách này luôn ấy. Cho nên là chị sẽ ăn ít cơm lại. Một phần thì chừa cho Thốn ăn. Xin mời quý khách. Chê đồ cơm trứng của chị để thực hiện thử thách 24 giờ mà chị ngửi chứ không thèm ăn. Thốn ơi, Thốn ăn đây này, chị cho Thốn này. 7 đặt sang chảnh lên du thuyền 8 sao không chịu ăn cơm trứng. Cuối cùng cũng chịu ăn rồi các em à. Nhưng mà ăn cũng rất là sang trọng luôn. Chị ăn một chút xíu thôi chứ không có giống như chị. Chị ăn một lần là cả tô. Như vậy thì mới khỏe mạnh được. Như vậy là chị đã có một bữa ăn cơm rất là no luôn. Thốn thì chỉ ăn một chút xíu cho nên hơi đói, bụng còn cồn cào. Thốn ơi, em có quyết định là kết thúc thử thách này ở đây không? Hình như là bạn ấy vẫn còn muốn chơi đấy Kem à. Chị định nhảy xuống hồ bơi để bơi, nhưng mà chị thấy bây giờ trời sắp tối rồi. Nếu mà chị bơi thì chút xíu nữa sẽ lạnh lắm. Cho nên chị cũng cần phải vận động bằng một cách nào đó. Thôi được rồi, chị sẽ đi thuyền ra phía anh Tiểu Thúi. Bởi vì ăn xong mà không chịu vận động thì sẽ mập như bạn Thốn. Thốn ha. Thốn có vẻ là đồng ý với tất cả những điều chị nói. Thốn cũng rất là thích cái du thuyền này. Nằm trên đây tận hưởng, không có gì tuyệt vời bằng. Hai chị em mình đi thôi. Ôi sao nó không chịu đi thế này nhỉ? Quay đầu thôi. Thốn ơi, Thốn ngồi im đi. Wow, bây giờ du thuyền của chị đi rất là nhanh. Ủa, Thốn đâu rồi? Thốn ơi! Thốn, nhóm lúc chị lái du thuyền thì Thốn đã dắt xuống bể bơi rồi. Không ngờ có một chỗ nằm yên ổn ở trên đấy. Lâu lâu thì mới không có Thốn phá bĩnh. Hai chị em mình cảm thấy bình yên ha Thốn ha. À, đi thôi, đi về phía trước nào.
này thì khá là tội nghiệp. Hình như bạn ấy sắp khóc thì phải, đôi mắt đỏ hoe luôn. Bởi vì bạn Thuận cũng muốn lên đây để thực hiện thử thách 24 giờ. Nhưng mà căn nhà của chị thì khá là bé nhỏ. Nếu mà bạn ấy lên đây thì tối nay chị không có chỗ ngủ mất. Thôi Thuận chịu khó nha, lần sau chị thực hiện thử thách 24 giờ ở chỗ khác thì chị sẽ cho em thực hiện cùng. Thương quá đi thôi anh Tiểu Thúy à. Đó, bạn Thuận có vẻ hiểu cho nên là bạn ấy đã đi vào nhà của bạn ấy rồi. Còn nuối tiếc một tí xíu kìa anh Tiểu Thúy. Mặc dù đã đi rồi nhưng mà vẫn còn tiếc nuối. Vì chị biết được rằng thực hiện thử thách 24 giờ mà không làm gì thì khá là chán, nên là chị đã chuẩn bị ở đây rất là nhiều đồ chơi luôn. Đầu tiên là một cái xe, nhưng hôm trước thì anh Tiểu Thúy có chơi với các em rồi. Đây là cái xe bong bóng, bình thường thì nó hay đi trên cạn, nhưng hôm nay chị sẽ thử xem là nó có thể đi ở dưới nước hay không. Anh Tiểu Thúy đón lấy xe em nhá. Chiếc xe của chị rất là oách luôn. Mặc dù nó không thể nào phóng ở dưới nước, nhưng mà khi xuống dưới nước thì nó cũng không chìm. Chị hy vọng rằng lần này nó có thể đi được ở dưới nước. Wow, quá ghê đúng không anh Tiểu Thúy? Chiếc xe này cũng khá là xịn đó, có thể giúp chị giải trí khi mà chị thực hiện thử thách 24 giờ. Còn bây giờ, chị sẽ cho chiếc xe này phi từ trên bờ xuống dưới nước luôn. 1, 2, 3, bắt đầu! Trời ơi, tưởng là đi nhanh lắm, hóa ra là đi rề rề. Còn có một cái vòng tay nữa này các em. Siêu ách. Đó. Cái món đồ chơi này thì chị cũng không biết tên nó là gì nữa, nhưng chị hiểu rằng nó đang mô phỏng lưỡi của một con vật, hình như là con tắc kè thì phải. Mỗi khi con này lè lưỡi ra thì nó sẽ đớp con mồi, còn mỗi khi chị lè lưỡi ra thì chị sẽ phát ra tiếng kêu rất thú vị. Còn đây là keo bong bóng. Cái keo bong bóng này lạ thật, mặc dù là mới tinh nhưng mà chị nặn ra thì không thấy còn một tí keo nào luôn. À đây rồi, một cái lọ keo to như thế này mà có chút xíu keo à. Đúng là bây giờ người ta bán hàng không còn chất lượng như ngày xưa nữa. Wow, trình độ thổi bong bóng của chị đang rất cao, vẫn còn rất cao siêu. À, quả bong bóng này rất đẹp, chị sẽ cho nó xuống nước xem là nó có nổi trên mặt nước hay không. Nhìn giống như kiểu là bong bóng xà phòng nhưng mà nó to hơn rất nhiều. Giờ thì chị sẽ lấy nó lên. Wow, vẫn còn chơi được luôn kìa. Bay ra kia rồi Thốn ơi, chị sẽ thổi quả khác cho em nha. Thốn ơi, chị tặng cho em này, người bạn đồng hành cùng với chị trong thử thách. Thốn không thích chơi món này, chỉ có chị thích thôi. Thốn nói ba cái đồ trẻ con này em không chơi, nhưng mà chị thì lại cực kỳ thích chơi. Ánh nắng chiếu vô, cái này thì có rất là nhiều màu, giống như kiểu là cầu vồng vậy. Chị còn có thể chơi bóng chuyền nữa. Wow, quả bóng này dai thật luôn đấy Kim. Đã là khoảng 7 giờ kém 15 rồi. Trời khá là tối cho nên là chị sẽ bật đèn luôn. Bạn Thốn vẫn còn ngồi ở đây này các em. Chị không ngờ rằng bạn Thốn trong lần đầu tiên thực hiện thử thách 24 giờ mà lại thực hiện được lâu đến như vậy, là khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Thốn giỏi quá đi thôi. Nhưng mà lát nữa thì chị cũng cho bạn ấy xuống để đi vào nhà ngủ thôi. Tại vì đêm mà hai chị em ngủ ở chỗ này thì có thể bị rớt đó Thốn à. Ở đây thì chị đã chuẩn bị sẵn một cái đèn. Đây là một cái đèn rất là tiện luôn, vừa tích điện này lại còn cảm ứng nữa chứ. Ánh sáng của nó thì được điều chỉnh rất là đơn giản, chỉ cần gõ tay vào đây thôi. Đó, các em thấy chưa?
và tắt thì cũng rất là đơn giản luôn. Chị sẽ bật cho nó sáng nhất, sau đó gắn vào trần nhà. Hên quá mà trần nhà của chị có cái chỗ để bóng đèn. Sáng lắm luôn. Đúng thật là tuyệt vời. Nãy đến giờ chơi thì chị cũng cảm thấy hơi mệt rồi, cho nên chị sẽ nằm nghỉ một tí. Chị cũng đã chuẩn bị gối sẵn ở đây rồi. Thốn ơi, Thốn không có gối rồi. Chút xíu nữa thì Thốn xuống đi để cho chị còn thực hiện thử thách. Trời không có sao, không biết chút xíu nữa thì có trăng hay không. Ngày hôm qua thì chị còn thấy trăng rất là to luôn đó. Bây giờ đã là 9:20 rồi. Bầu trời ngày hôm nay thì khá cao và trong, nhưng mà chị nghĩ rằng hôm nay có thể có trăng. Ấy vậy mà muộn như thế này vẫn chưa có trăng thì chắc là không có luôn rồi. Buổi tối ở đây thì khá là chán. Bây giờ thì chị sẽ đi đánh răng rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ và ngủ luôn. Không hiểu tại sao tối hôm nay cũng không có gió luôn. Các em có thể nhìn thấy trong chóng đó, nó không quay một miếng nào. Cho nên là chị khá là oi bức. Biết vậy thì chị đã cầm được cái quạt rồi. Thì chị đã nhìn thấy một con đom đóm. Hồi nhỏ nhìn thấy đom đóm thì chị rất là sợ luôn, bởi vì người lớn hay nói với chị là đom đóm là một linh hồn đấy. Nhưng mà sau đó thì chị mới phát hiện ra là đom đóm chỉ là một con sinh vật bình thường thôi. Còn anh tiểu thú nói với chị là mặt của chị lúc này mới đáng sợ này. Nếu mà chị đắp cái mặt này đi ra ngoài đường lúc nửa đêm thì chắc chắn sẽ có người chạy hú hồn luôn đó. Kem có thấy đáng sợ không? Nhưng mà làm như thế này thì da mới đẹp được đó. Còn bây giờ thì chị sẽ đi ngủ đây. Chúc Kem ngủ ngon nhé. Thôi bây giờ chị phải tắt điện đi ngủ đây. Hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai nhé. Mà do lười biếng chị vẫn chưa chịu dậy, nằm đây nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ? Chắc là khoảng 7 giờ chứ gì. 9 giờ rồi đấy, còn không mau dậy đi. Cái gì 9 giờ á? Sao mà nhanh thế lại được em? Đó là mối bình minh đấy thôi mà. Mà cái chân của em rớt xuống nước rồi kìa. Sao mà em xui xẻo quá vậy? Hôm qua thì em bị rớt áo, hôm nay thì em lại rớt chân. Mà anh, sáng nay Thốn lên đây đòi ngủ với em á. Anh tưởng là tối qua em bỏ Thốn xuống dưới rồi. Em bỏ rồi nhưng mà sáng nay tự nhiên thấy Thốn mò lên. Xong rồi Thốn còn đi đi lại lại ở trên thuyền làm em sợ muốn chết. À, anh biết tại sao rồi. Sao? Tại vì cái nhà của em nó gần bờ quá. Anh cũng nghi ngờ rồi. Có khi là đêm qua em lại chạy đi chạy lại lên nhà ngủ đúng không? Không có, anh có đặt camera mà. Nhưng mà anh cảm thấy không an tâm cho lắm. Lát nữa anh sẽ điều chỉnh cho cái nhà của em ra giữa hồ. Ở ngay bờ này mà em còn cảm thấy rất là lo sợ. Khi mà ngủ ở trên thuyền anh không biết đâu, lăn một tí thôi là có thể rớt xuống dưới đây đó. Mà em ngủ thì em lại thích lăn bên này, thích lăn bên kia. Hơn nữa cái nhà của em anh nhìn này, nó cứ dập dềnh ở trên nước bồng bềnh như thế này này, rất là say sóng luôn. Lần đầu tiên thực hiện thử thách 24 giờ mà em lại ngủ ít đến như thế đó. Thế cả. Mọi lần anh biết rồi đấy, đặc sản thử thách 24 giờ của em là ngủ. Nhưng mà lần này thì cái đó không còn là đặc sản nữa. Em quyết định rồi, bây giờ em sẽ dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng, rồi em sẽ đi kiếm ăn. Kiếm ăn luôn? Dạ,
dù là 24 giờ hay là 24 năm thì chúng ta cũng phải lao động đúng không anh Tiểu Thúi? Lúc này thì nhà của Thơ Lơ Mơ đã được neo lại ở giữa hồ rồi các em ạ. Không phải giữa hồ mà giữa cái bể bơi này thôi. Chị thấy cái nhà của chị mặc dù đơn giản nhưng mà cũng rất là tốt. Bởi vì nó có một bức tường nhưng đủ để chị che nắng che mưa. Nếu như buổi sáng nắng hướng này, chị sẽ quay bức tường về phía bên này. Còn buổi chiều thì chị sẽ quay ngược lại, rất là tiện đúng không em? Bây giờ thì chị sẽ ăn sáng luôn. Hôm nay thì chị sẽ có một món rất là ngon. Và đặc biệt là anh Tiểu Thúi, chị tin rằng anh ấy sẽ rất là thèm luôn á. Cái này hình như là bào ngư nè anh Tiểu Thúi. Đúng là đi biển ăn bào ngư là đúng rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn đó. Bào ngư thiệt đó anh Tiểu Thúi à. Có hẳn 3 con. Còn đây chính là hamburger cơm. Lần trước thì em có nói với anh cách làm ở trong thử thách 24 giờ trước đó. Nước sốt này cũng được ngon cho lắm. Mặc dù đây là con bào ngư thiệt. À, cái vỏ bào ngư hơn. Sẽ có 6 con bào ngư luôn á. Bào ngư thì hơi nhỏ. Nước sốt thì ăn khá là cay. Cho anh Tiểu Thúi cái vỏ này. Các em thấy hamburger của chị đẹp không? Chị thấy nó rất là đẹp. Mặc dù bữa sáng không phải là bữa quan trọng nhất nhưng nó cũng không thể bỏ qua. Cho nên các em dù có bận bịu như thế nào thì cũng nhớ ăn sáng đầy đủ nha. A few moments later. Em làm cái trò mèo gì vậy Thơ? Em bắt hải sản đó. Bắt hải sản á? Dạ. Ở đây làm gì có con gì mà bắt? Ở đây là đại dương mà anh Tiểu Thúi, có rất là nhiều con luôn. Vừa bắt được một con bạch tuộc này. Chưa? Ồ, con bạch tuộc to đấy. Bạch tuộc siêu to luôn. Thế bây giờ em định ăn thịt nó à? Không, em bán. Bán á? Dạ. Bán cho ai? Thì em cũng phải mưu sinh chứ. Từ bữa đến giờ em toàn thực hiện thử thách 24 giờ mà không có làm ăn được gì cả. Cho nên nếu mà lần sau không có tiền thì làm sao mà em thực hiện được thử thách nữa. Anh phải mua của em để lần sau em có tiền mua trang thiết bị thực hiện thử thách. Chứ là bán cho anh à? Dạ. Ngoài anh ra ở đây còn ai nữa đâu. Thấy thì cũng tội đấy. Mà bao nhiêu? Có 50 ngàn thôi, giúp đỡ người khó khăn đi. 50 ngàn thôi á? Ok, bán luôn, mua luôn. Đây, 500 ngàn, thối lại. À nhưng mà có tiền thối không đây? Thì anh cứ đợi em đi. Này. Đủ rồi nha. What? Cái gì mà đủ rồi nha? Con bạch tuộc của em. Anh thấy không? Nặng 11 kg, 50 ngàn kg, 11 kg là 550 ngàn. Em bớt cho anh 50 ngàn. What the hell? Thấy em vị thà với anh không? Thấy em tốt không? Nặng quá. Anh ơi, nó giấy định đạch đi nè. Nó chuẩn bị xuống dưới đại dương này nè. Lúc này thì trời đã quá trưa, mặt trời đã chuyển qua hướng bên kia rồi kìa các em. Chị định nhảy xuống hồ để bơi, nhưng mà trời trưa nắng như thế này, bơi thì sẽ bị đen da mắt. Nên là thôi, chiều mát chị mới bơi. Mà quá lạ, không biết Tiểu Thúi đi đâu từ sáng đến giờ không thấy về nữa. Hay là giận chị cái vụ chị đã bán con bạch tuộc cho anh Tiểu Thúi hơi mắc nhỉ. Nhưng mà thôi không sao đâu, chút xíu anh Tiểu Thúi không có ai chơi, lại quay lại đây chơi với chị thôi mà. Mà không có anh Tiểu Thúi cũng buồn ghê á. A few moments later. Thơ ơi Thơ. Hả? Anh vừa chế tạo được một món đồ chơi này cực kỳ hay này. Cái gì vậy? Để anh cho em xem. Đây, hãy đón lấy đây. Đây là một con tàu siêu tốc. Tàu siêu tốc á hả? Đúng vậy, nó chạy bằng năng lượng pin. Đấy, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Không, anh không đưa cho em được đâu. Cái này anh cho em xem thôi. Chứ cái này anh làm ra thì anh phải tự chơi chứ.
Đấy, bây giờ hết gió nó lại đánh lái qua bên khác kìa. Wow, con tàu này tuyệt vời hẳn luôn anh Tiểu Thư. À, nó sắp chui vào kia rồi kìa anh Tiểu Thư kìa. Con tàu sắp đâm vào nhà của chị Thơ rồi. À, sợ quá, chạy thôi, chạy lại lấy con tàu thôi. Wow, anh Tiểu Thư là công nhận, anh Tiểu Thư chế tạo ra con tàu này đỉnh thật luôn á. Nó có một cái quạt quay này, mà con tàu bình mà thôi, thôi, trả lại đây cho anh đi. Cho em chơi tí đi. Trả lại đây đi. Cho em mượn chơi một tí được không? Không được. Cái này bao nhiêu chất xám của anh nghiên cứu cả buổi sáng nay mới làm được ấy. Trả lại đây. Bạn bè mà kỳ cục. À mà, anh có dịch vụ cho thuê thuyền đấy. Cho thuê? Đúng thế. Ồ, vậy là nếu em thuê thì em sẽ được chơi xả láng. Chính xác. Và phá hủy tùy ý. Thế thì thôi trả lại đây. Vậy em sẽ giữ gìn, nhưng mà anh cho thuê có đắt không? 5.000 thôi. 5.000 mà chơi xả láng? Đúng vậy. Buổi chiều, công nhận anh Tiểu Thúi. Nhưng mà khoan, nếu nó hư em đền bao nhiêu tiền? Hư không phải đền luôn. Hư không phải đền? Ừ, hư anh làm cái khác. Yeah, chỉ tính tiền thuê thôi. Đúng vậy. Mà chỉ có 5.000. Thế thôi. Vậy thì ok, em sẽ chơi chút xíu em trả tiền anh nha. Ừ, thoải mái đi, cứ thoải mái chơi đi. Theo những nghiên cứu của em thì cái này chạy bằng pin. Đúng thế, nó chạy bằng pin. Với lại là nó có motor. Motor đây là cái này hả anh Tiểu Đúng Thúi? Đúng vậy, ở giữa nó chỉ là một cái công tác thôi. Wow. Nhưng nó có bị ướt nước nó có bị hỏng không? Không sao cả. Em thử nhúng nó vào nước nha. Thế thì nó hỏng mất. Thử nha. Ơi nó hỏng rồi. Em nhúng vào nước chưa? Chưa. Xem bật nút ngược lại đi. Đó. Sao lại viết tên em đây, con tàu của anh mà. Nhưng mà anh cho em thuê được rồi. Anh ơi, nó đâm vào kia. Anh, cứu nó. Rồi, đưa nó lại đây cho em. Hình như là nó đang không bơi đúng hướng của em phải bơi ra để lấy nó. Lại đây với chị, tàu ơi. Nó còn né em kìa. Em muốn chơi thì em phải tự chạy ra mà lấy chứ. Ơ, anh chỉ cho thuê thôi. Đấy là việc của em. Anh cứu trả nó cho em đi. Không, anh chỉ là người cho thuê thôi. Vậy thôi, em không thuê nữa. Không thuê nữa à? Con tàu cũng mất đáng ghét, em không thuê nữa. Không thuê nữa thì trả tiền đây. Em nói nặng là chưa nổi 5 phút rồi đó mà cũng phải trả tiền à? Bao nhiêu phút cũng phải trả tiền hết. Đã thuê rồi cơ mà. Thôi được rồi. Rồi, nhận đủ tiền nhá. Sao mà là đủ tiền? Phải thối tiền chứ, còn phải thối em 500 trừ đi 10.000, còn 490.000. Ai nói thế? Thế nãy anh nói là 5.000 rồi, em bao cho anh 5.000 nữa không? Anh đã nói hết đâu. Gì mà anh chưa nói hết thì nói hết đi. 5.000 một giây. Cái gì? Du huyền 5 sao á? Có người phục vụ, còn không 5.000 một giây. Mà cái con tàu ghế kia 5.000. Thì em đồng ý thôi mà. Lúc nãy em bảo là 5.000 chơi thoải mái mà. Thì đúng rồi, 5.000 chơi thoải mái. Đây, nãy giờ em chơi thoải mái 5 phút là hết 500.000 rồi. Đấy là anh còn lấy rẻ đấy chứ, anh còn phá giá rồi đấy. Gì mà phá giá, chẳng có cái du huyền này như thế nữa. Thì mà đắt đỏ rồi. Đầu tiểu mà tôi đáng ghét lại lừa em. Cái này gọi là gậy bà đập lưng bà thôi bà. Được rồi, 500.000 em sẽ lấy luôn cả con tàu đó. Bây giờ em có lấy được không? Không thèm lấy, con tàu đó mua làm gì mà 500.000. 500.000 em phải mua được con tàu điều khiển rồi. Thôi bây giờ anh đi mua con tàu điều khiển chơi đây. One hour later. Bây giờ là 3:30 chiều. Anh tuyên bố thử thách 24 giờ lênh đênh trên mặt nước của chị Thơ đã thực hiện xong. Wow. Chị ấy đã thành công trong thử thách này. Xin chúc mừng chị Thơ. Cú ăn
mà kéo phao đấy thì ai chả bơi được. Anh kiểu tôi cứ nói như là em bơi xịn lắm đi. Anh kiểu tôi cũng biết em biết bơi ếch rồi mà. Hôm bữa các bạn nhỏ vẫn thấy chị bơi ếch mà đúng không? Đã quá đi thôi. Em sẽ bơi đến tối luôn, em vẫn chưa kết thúc thử thách này đâu. Ghê vậy. Em sẽ thử thách. Đây là lần đầu tiên anh thấy chị Thơ thực hiện thử thách quá giờ luôn đấy. Quá giờ mà lại còn không ngủ nhiều nữa đúng không anh kiểu thôi. Mỗi lần đó chị thực hiện thử thách thì chị toàn ngủ hơi. Nhưng mà tại nhưng vì... mà với cái áo phao này bây giờ em nằm ngủ luôn được mà. Đấy, cứ thả lỏng không thể nào bị chìm được. Ủa nhưng mà tại sao em có nhà em không ngồi trên đấy ngủ, em xuống đây ngủ. À mà đúng rồi, ngủ ở trên đấy chóng mặt lắm luôn, các em không biết thôi. Cả đêm hôm qua chị không ngủ, à mà các em biết rồi mà. Chị có nói được mà. Nói chung là đây là lần thực hiện thử thách ít ngủ nhất của chị. Chị cảm thấy rằng lần này mình đã có những trải nghiệm hết sức là thú vị. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích video này, hãy cho chị like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye game.